Theo thống kê từ Transfermarkt, Man United là đội bóng có chi tiêu ròng lớn nhất trong 10 mùa giải gần đây. Chi tiêu ròng bằng chi phí mua sắm cầu thủ mới doanh thu với tổng số đạt 1.29 tỷ euro. Trong khi đó, Man United luôn lọt top những đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Điều đó cho thấy Quỷ Đỏ đã chi ra số tiền khủng khiếp như thế nào để mua sắm cầu thủ. Song, bất chấp việc chi nhiều tiền như thế nhưng thành công về mặt trận thành tích lại không đến với Man United. Tới thời điểm hiện tại, Man United đã không vô địch Premier League trong vòng một thập kỷ. Quỷ Đỏ cũng thường xuyên bật bãi khỏi Champions League và có không ít mùa giải phải thi đấu ở chiếu dưới Europa League. Nói vậy để thấy rằng Man United không phải không thể hiện tham vọng giành danh hiệu, chỉ có điều là họ đã chi tiêu không hiệu quả mà thôi. Xếp sau Man United là Manchester City với mức chi ròng là 1.01 tỷ euro trong 10 mùa giải qua. Tuy nhiên, trái ngược với đội bóng cùng thành phố, The Citizen đã cho thấy sự đúng đắn trong việc tuyển lựa cầu thủ bằng những thành tích trong sân cỏ. Ở mùa giải vừa qua, Manchester City thậm chí còn giành cú ăn 3 danh hiệu, trong đó phải kể đến hai danh hiệu quan trọng nhất mùa giải là Premier League và Champions League. Các vị trí tiếp theo trong danh sách bạo chi lần lượt là Arsenal 1 tỷ euro, PSG 960 triệu euro, Chelsea 720 triệu euro, Barcelona 596 triệu euro, Newcastle 575 triệu euro, AC Milan 523 triệu euro và Tottenham Hotspur 523 triệu euro. Trong danh sách này, bất ngờ là trường hợp của Real Madrid, đội bóng từng mệnh danh là sở hữu những giải thiên hà, các ngôi sao. Los Blancos chỉ chi tiêu ròng 250 triệu euro trong vòng một thập kỷ qua. Điều đó là kết quả của việc Real Madrid đã thay đổi chính sách chuyển nhượng những năm qua, khi tập trung tìm kiếm tài năng trẻ và hạn chế hơn thực hiện các bom tấn, đắt tiền.